Baby bus. Ta là một cô thủy độc ác. Ta sẽ phá hủy thế giới này. Hiya, bắn sao tấn công. Ta sẽ hủy diệt thế giới này. Các bạn thân mến, hãy đi tìm những sinh vật thần thoại với chiến binh bí ẩn này. Nếu bạn thu nhập được 6 viên ngọc sức mạnh, bạn có thể đánh bại một phù thủy và lập lại hòa bình trên trái đất. Hãy chọn một nhân vật để trở thành chiến binh của bạn và bắt đầu chuyến phiêu lưu. Tôi là chiến binh lanh lợi Miu Miu. Hãy đi tìm viên ngọc sức mạnh cùng tôi. Wow, bạn có thật nhiều sao? Hãy đi mua vài bộ quần áo mới. Bộ quần áo của bộ quần áo cái gì này. Bây giờ bạn đã có được viên ngọc thứ ba, cố lên. Bạn có thể giúp tôi sửa đường được không? Đặt ở đây. Thank you.
sẽ làm tan băng. Bạn không thể đặt ở đây. Đá sẽ chìm xuống dưới đáy. Vài bộ quần áo mới. Wow, bộ quần áo. Hãy chọn. Tôi là chiến binh dũng cảm Kiki. Chúng ta hãy cùng đi tìm viên ngọc sức mạnh và bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Wow, bạn có thật nhiều sao? Hãy đi mua vài bộ quần áo mới. Bộ